Khép lại phiên giao dịch tỷ đô đầu tuần thì đã có rất nhiều các mã cổ phiếu tăng kịch khung trần. Trong đó thị trường chung của chúng ta thì ngày hôm nay đóng cửa trên mốc là 1190, tức là tiệm cận lại cái vùng gáp trong giai đoạn trước đó. À, tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại khá là cởi mở khi mà bắt đầu đi tìm kiếm cơ hội nhiều hơn. Và đặc biệt chúng ta cũng thấy được rằng là dòng tiền đổ vào thị trường khá là mạnh mẽ khi mà bắt đầu chỉ số chung của chúng ta về những cái vùng giả đỏ. Ngày hôm nay tâm điểm chính là mã cổ phiếu VCG khi có thông tin đồn rằng là sẽ trúng thầu dự án sân bay Long Thành à, Novaland ngày hôm nay cũng tăng khá là mạnh do là một số những cái thông tin dự án ở tỉnh Lâm Đồng kèm theo là các mặt cổ phiếu thuộc nhóm ngành nông nghiệp ngày hôm nay cũng hưởng lợi khá là mạnh mẽ trong cái vấn đề là về Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo thì chúng ta hưởng lợi về mặt giá bán cho nên các cái mặt cổ phiếu nông nghiệp ngày hôm nay tăng mạnh từ đầu phiên và giữ cái mức tăng cho tới cuối phiên thì đó là một số cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay nổi bật mà Đông có thể là điểm danh qua để cho anh chị của chúng ta nắm nhưng mà vấn đề mà Đông thấy à, từ chiều cho tới bây giờ khi mà mình về nhà thì câu hỏi đặt ra khá là nhiều. Đó chính là trong giai đoạn này thì thị trường nó có tăng lên được 1 hai nữa không em? Thì thật ra Đông thấy rằng cái câu này chúng ta không cần đi tìm cái câu trả lời làm gì cả. Đã bởi vì á thị trường nó có tăng lên 1 hai thì chưa chắc anh chị đã lãi đậm đâu. Cái này thì Đông cũng đã trải nghiệm rồi, cũng đã biết rồi, cũng đã gặp rất là nhiều nhà đầu tư rồi. Nhưng á, mà thị trường mà giảm thì chắc chắn anh chị sẽ mất đi thành quả kiếm được Và thậm chí là chúng ta sẽ có một cái tâm lý gỡ lỗ nữa Có nghĩa là nhiều khi anh chị mà cầm cái mã cổ phiếu mà anh chị không biết được Là nó có tiềm năng hay là lực cầu cho giai đoạn này nó như thế nào đó. Thì cho dù anh chị có cầm cái danh mục đó được đi Anh chị có kiên trì đi, anh chị có đem lên được tới một nghìn hai đi Nó không tăng trưởng được mà nhiều khi á mà nó gặp cái áp lực cung lớn đó, thì như những cái mặt cổ phiếu mà nó không có dòng tiền đó, thì nó lại bị đem ra bán đầu tiên và nó điều chỉnh. À, thì lúc đó nhiều khi anh chị mua các vùng giá cao đó, anh chị thấy lỗ bắt đầu anh chị cứ chung mình giá chung mình giá để anh chị à, cố gắng là gỡ lỗ sau đó là chúng ta lại bắt đầu lỗ nặng hơn nên là đông cũng không muốn là xảy ra cái trường hợp đó nên ngày hôm nay à, cái video à, đông chia sẻ cho anh chị với cái chủ đề đó chính là tốt à, các mặt cổ phiếu mà chúng ta phải bán đi để mà chúng ta tránh cái việc là chúng ta mất tiền trong cái giai đoạn sắp tới à, và đông mời anh chị bắt đầu video này cùng với lại đông nhé và trước khi anh chị bắt đầu video này cùng với là đông thì đông có một cái nhóm zalo cộng đồng à, ở bên góc này đây chớp 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 để cho anh chị của chúng ta dễ nhận biết à, anh chị có thể là lấy điện thoại ra để quét cái mã qr để chúng ta tham gia vào nhóm thì chúng ta có thể cùng à, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau à, và video này nếu như anh chị cảm thấy hay và đông mang đến nhiều cái giá trị hữu ích cho anh chị trong vấn đề về đầu tư à, thì anh chị có thể là ủng hộ đông một like để có thể giúp cho thuật toán youtube có thể là chia sẻ video của mình lan tỏa nhiều tới nhà đầu tư khác À, và trước tiên là Đông cũng sẽ điểm qua cái phần là danh mục đầu tư mà mình đã khuyến nghị anh chị à, trong một tháng vừa qua Thì hầu như là các mặt cổ phiếu à, trong giai đoạn này thì sẽ tập trung vào các mặt cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản Thì à, lần đầu tiên khi Đông mua BDR thì cũng là ngày 29 tháng 6 tức là đầu tháng 7 á, thì Giá mua của chúng ta trong cái giai đoạn đó là tầm 16.8, hiện tại giờ đang lãi 27% rồi, cái danh mục này thì Đông vẫn chưa chốt SHS thì hôm trước mình thấy thị trường rủi ro nên bắt đầu mình đã bán dần bẻ 50 phần bây giờ còn 50 phần trăm đang lãi 15 à, KDH thì chúng ta đã mua ngày 17 tháng 7 nè à, phiên hôm nay thì hàng cũng đã về rồi đang lãi ra 9,4 phần trăm BDR thì mua gia tăng trung ngày với lại của KDH luôn hiện tại cũng đang lãi gần 13 phần trăm thì đó là một số cái mặt cổ phiếu mà đông dành cho danh mục đầu tư có nghĩa là mình có thể sẽ nắm dài được à, còn một số cái mặt cổ phiếu lướt sóng trong phiên dịch ngày hôm nay thì hồi sáng à, hồi sáng thì có khuyến nghị anh chị là dbg sam kdh và đức xanh nhưng mà hai mặt cổ phiếu này thì vào thì nó mở gáp luôn và nó chạy luôn nên là mình không có những cái điểm mua à, thì có hai mặt cổ phiếu là dbg và sam thì mình có tham gia mà để mình mua hiện tại dbg mình mua giá quanh 41 hôm nay đóng cửa là 40.5 à, giảm một sam thì à, cũng mới mua à, lại 0 phần mấy mặt cổ phiếu này chưa về cho nên cũng không có đánh giá quá nhiều Đấy, thì đó là một số cái danh mục đầu tư của mình à, và đầu tiên thì à, giống như cái tiêu đề là ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi quản trị danh mục nhiều hơn thay vì là đi tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư Tại vì thực ra là bây giờ đông chỉ tập trung vào nhóm bất động sản đó, nếu anh chị có lướt sống còn đối với lại nhóm của đầu tư công đó, thì cũng phải lựa nha anh chị chứ không phải là cứ thấy dòng tiền nó vào bản chất một cái sân bay long thành thì một số những thằng hưởng lợi thôi chứ không phải là toàn ngành hưởng lợi có thể là cao tốc bắc nam tôi nghĩ là cái cú hích nó sẽ to hơn là sân bay long thành Đấy, cho nên là nếu như mà cao tốc bắc nam nó có những cái thông tin gì quá tích cực đó, thì có thể là toàn ngành nó sẽ chạy nhưng mà sân bay long thành thì có thể là vcg hay là một số những cái mỏ đá gần đó nó sẽ hưởng lợi ví dụ như ngày hôm nay chị cũng thấy là kfb ngày hôm nay cũng tăng nè nhưng mà anh chị thấy là ngày hôm nay trong phiên áp lực cung vùng này mạnh lắm nó không phải đơn giản mà mà nó vượt qua được đâu cho nên là ngày hôm nay vcg là nó là thằng trực tiếp nên nó được hưởng lợi thôi chứ nhiều mà cổ phiếu ngày hôm nay là nó cũng kéo nè nhưng mà anh chị cũng thấy nè nó đều có đuôi nến trên hết nó đều có đuôi nến trên hết trên đây À, cho nên là HHV là ngày nay cũng có đu đánh trên nè có nghĩa là thật ra là nó chỉ đang chạy theo đoàn BCG thôi chứ bản chất là à, cái mức giá của cái nhóm ngành đầu tư công đó, nó cũng lên lên là một cái mức khá là cao rồi em cho anh chị xem như nè như KSB ngày hôm nay đi KSB thì nó bắt đầu là nó cũng đã chạm về cái vùng mà cái vùng này rồi cái vùng này là một trong những cái vùng kháng cự của cái chặt tuần mà theo Ichimoku là đang đánh giá là khá là cứng hầu như các mã cổ phiếu nào mà vượt qua cái vùng này thì nó cũng phải test và tích lũy lại ở đây nhiều phiên và nhiều tuần à, cho nên là bây giờ mình sẽ tìm những mã cổ phiếu mà nó nằm ở vùng biên dưới để mình đánh nó sẽ thoải mái hơn nè anh chị nhìn một số mã cổ phiếu khác thì nó cũng đã chạm rồi nè hòa phát hay nam kim thì chưa nè con nam kim thì nó chưa chạm rồi. nên con này bây giờ nó vẫn còn cái dư địa để mà đánh nè còn hòa phát bây giờ nó cũng đã qua cái vùng này rồi nó qua cái vùng mà cái vùng cân bằng flash này rồi thì khả năng là là nó rất là khó mà đi được xa mà nó phải test lại đây Thế nên là những cái mặt cổ phiếu này mà anh chị mua mà anh chị có đu cao liên tục ấy, thì nó khá là rủi ro nên là đông không có ưu tiên cho lắm à, lý do đông chọn đẹp phương thì nó cũng đơn giản thôi cơ bản là à, những cái phân tích cơ bản thì đông cũng đã làm những cái video hôm hôm thứ bảy rồi còn ngày hôm nay ví dụ là nói về phân tích kỹ thuật đi nếu mà theo may à, tại vì hôm nay mà đông dùng mà đông áp dụng may thay vì đông trước đây thì mấy video trước mình chỉ dùng ma đây dùng macd thôi thì vì cơ bản là trong cái giai đoạn này á để mà chúng ta nhìn thấy được là cái mức định giá rẻ ở đây á có nghĩa là các mặt cổ phiếu kia thì nó đã tăng quá nhiều rồi mà nó đã đang về một cái vùng à, vùng giá trung hạn rồi còn rất nhiều cái mặt cổ phiếu bây giờ là nó đang nằm dưới mức giá trung hạn thì mình sẽ đầu tư vào trong đó còn nếu mà anh chị xem cái này á, thì chúng ta khó thấy lắm chúng ta khó thấy lắm còn các cái kháng cự thì do là chúng ta đặt ra Và chúng ta thấy là giai đoạn trước Ừ có cái vùng cung ở đây mình ở đây thôi mình mình đặt một cái kháng cự đây để, để mà chúng ta bán thôi đây là những cái điểm bán thôi chứ còn mà để mà xem một cái định mức giá trung hạn ấy, thì đông thấy là xem theo uh, thì mua cung nó sẽ tốt à, nên là mình sẽ dùng cái này thì đối với lại đạt phương thì bây giờ uh, trong hai tuần vừa qua thì mới có hai tuần tăng thôi khối lượng vẫn đang cao ngày hôm nay thì bắt đầu xuất hiện những cái phiên uh, đầu tiên là test cung trở lại thì đông nghĩa nó không thành vấn đề cho lắm cơ bản là anh chị nào mua 41 hay có đu cao trước mua 41 năm ngày hôm nay cũng chỉ mới có lộ một hai phần trăm nó không vấn đề xác định con này mình đánh nước sống nhưng mà được ra là nó cũng đã có một cái vùng cân bằng ở đây rồi Nên anh chị nào sáng có mua thì cũng không có gì phải lo lắm à, sao Còn đối với lại mà cổ phiếu đầu tư công thì hiện tại giờ mình chưa thấy một cái cơ hội gì đó mới Cho nên bây giờ cũng chưa khuyến nghị anh chị Nhưng mà đặc biệt anh chị lưu ý cái đông là Các mà cổ phiếu này là anh chị cần nên bán à, Nên bán này thứ nhất là một là cái mà cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán á. Chứng khoán thì nó cũng tùy loại Như SHS thì bây giờ là nó đang quá khỏe đi SHS giờ thì nó đang quá khỏe trong giai đoạn này nhưng mà chị cũng thấy là khi bắt đầu mà nó chạm lên cái vùng biên trên của mây á biên trên của mây á thì rất là cao khả năng nó sẽ gặp cái áp lực bán trở lại và nó phải tích lũy lại quanh những cái vùng này đây là những cái vùng cân bằng rất là lớn chứ không phải giống như là những cái vùng mây nhỏ nhỏ như thế này nè Giống như mây nhỏ như thế này đi thì nó vượt qua thế là vùng mây nhỏ này nè thì nó vượt qua thì nó không cần test lại nhưng mà những cái vùng mây lớn á, xu hướng là nó vượt qua thì nó phải test là nhiều lần đó chị nhìn nè thời điểm trong quá khứ nè chị thấy không đây là những cái vùng cái vùng à, cái vùng kháng cự coi như là đây là cái vùng cân bằng lớn này khi cổ phiếu nó về đây là nó gặp cái áp lực cung ngay nên là đã có rất nhiều cái mà cổ phiếu á, là nó chạm những cái vùng này xong mà là cái nó bật ngược lại luôn nó rất là khó vượt qua Nên là cái đợt này nó vượt qua tất nhiên là ss là bao nhưng mà cổ phiếu là nó khỏe nhất ngành rồi nhưng mà cũng không thể là nó cứ tăng liên tục tăng liên tục mãi được nên là bây giờ là nó đã trở về cái mức giá trung hạn rồi nên là anh chị nào mà chúng ta có hàng á, như là đông bây giờ hiện tại chúng ta cũng đang có hàng này anh đang có hàng thì mình đang lãi 15 phần trăm rồi thì những cái nhà đầu tư giống như mình hay là những khách hàng như mình thì rất sẵn sàng để bán nếu như bắt đầu xuất hiện những cái phiên điều chỉnh nên anh chị bây giờ mình anh chị đu vô anh chị mua mới nhóm chứng khoán thì khá rủi ro và nếu như anh chị có hàng thì đồng nghĩa anh chị nên chốt 50 phần trăm hoặc là anh chị nào mà chúng ta à, càng lời nhiều thì đông nghĩa anh chị cần nên bảo vệ thành quả thì bây giờ mà nó tăng lên thì cũng không tăng được thêm bao nhiêu đâu nhưng mà nó chỉnh về thì chắc chắn sẽ chỉnh về khá là sâu nhưng mà cổ phiếu C, CTS đi ha trong thời gian vừa qua đặc biệt trong các phiên vừa qua là phiên thứ sáu phiên thứ hai này nè thì nó đang dậy sóng trở lại sau cái quá trình tích lũy nền của nó khá là khỏe nhìn ở chặt ngày chúng ta cũng không thấy vấn đề vậy lắm nhưng mà anh chị nhìn sang chặt tuần bây giờ là nó đã vượt qua cái vùng này rồi vượt qua cái vùng này mà nó chưa có một cái phiên nào mà nó test lại hết thì tất nhiên là cái áp lực cung cái giai đoạn vùng sau nó sẽ khá là nhiều giai đoạn các vùng trên đây nó sẽ khá là nhiều thì tất nhiên là chúng ta sẽ không biết được thời gian nào nó chỉnh nhưng mà đừng có để khi mà nó chỉnh rồi chúng ta mới bán thì nó rất là dở nên thì chúng ta cố gắng là quản trị rủi ro nè mà cổ phiếu này thì thì nó chưa về được đây anh có thể nào là anh chị anh chị có cầm thì chúng ta cầm được còn mà cổ phiếu mà nó đã vượt qua vùng này thì nó khá rủi ro nè như con ORS nè con ORS thì anh chị có thể cầm được tại vì cơ bản là nó cũng đang đi mặc dù là chúng ta thấy là nó tăng trong thời gian vừa qua khá là nhiều nếu mà chúng ta nhìn ở cái cái chạc bình thường ha anh chị nhìn chạc bình thường anh chị cũng thấy là nó khá giống mấy con kia nhưng mà bản chất đó là bây giờ anh chị nhìn qua cái mây đó, khác một tí. Nên là chúng ta sẽ định mức được là đây là cái vùng giá đây là gọi là cái vùng giá trung hạn của nó đi. Thì bây giờ hiện tại nó vẫn đang cách vùng giá trung hạn khá là xa. À cách trung hạn khá là xa. À, khoảng tầm 17%, nên con này bây giờ nó vẫn còn dữ địa. Nếu anh chị nào mà chúng ta có hàng à có hàng chúng ta có nắm thì chúng ta phải tiếp tục nắm. Còn đối với nhóm chứng khoán thì đồng khuyến khích anh chị là không nên mua mới tại vì à Ví dụ như có thể là ngành chứng khoán nó giảm con này nó không giảm nhiều đi Nhưng mà nhiều khi ngành chứng khoán nó giảm anh chị cầm con này Anh chị lại mất cơ hội mua những con khác Cho nên cơ bản bây giờ là đông không có khuyến khích nhóm chứng khoán cho lắm Còn đối với RS anh chị có hàng anh chị cứ tiếp tục cầm Viết nè, viết thì vượt qua vùng này luôn rồi Viết thì vượt qua đây thì chắc chắn là nó đã Có nghĩa là nó đã xa cái 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 vùng giá trung mạng của nó rồi À thì bây giờ nó tiếp tục tăng thì đông chúc mừng anh chị nào có cầm thôi Còn bây giờ mà kêu mà tham gia mua mới mà để mà hoặc là anh chị nào có hàng mà anh chị cầm full trăm phần trăm thì đâu có khách anh chị là không nên thì bây giờ nè nó đang quay trở về là cái vùng giá chặn cái vùng giá trung hạn của nó ở đây nè mà nó lại chạy lên cái vùng cân bằng trên cái vùng giá trung hạn nữa tức là cái vùng giá 14.25 rồi thì vùng này bắt đầu là chúng ta nên nhả hàng chúng ta nên chốt dần anh chị sợ chốt qua nhiều quá thì chia ra mỗi phiên mỗi phiên anh chị chốt một ít chốt 10 20 phần trăm 10 20 phần trăm anh chị chốt dần chốt dần chốt dần để anh chị có vị thế tốt thôi còn bản chất như những cái con này là nó đã tăng vượt cái mức giá trung hạn rồi thì anh chị tham gia hay là anh chị nắm quá nhiều thì nó rất là rủi ro. À, con ABS này có nói ha. Với ND thì trong đại ấy là sáng nhất trong nhóm ngành à, ở chứng khoán. Nó là xét về góc độ phân tích kỹ thuật ha. Đó là nó đã có những cái phiên mà nó đã giảm trước đây. Nó có những cái phiên là nó đã điều chỉnh trước rồi, điều chỉnh trước rồi. À, phiên thứ sáu và phiên thứ hai này thì chúng ta đã thấy là nó đã đánh qua vượt được cái đường mà a 20 ngắn hàng nhưng mà nó đang gặp lại cái vùng kháng cự ở trên đây nhưng nếu chúng ta nhìn về may điện tại bây giờ nó vẫn còn cách cái vùng giá trung hạn của nó khá xa vùng giá khoảng tâm là 22.7 nên vẫn sẽ có kỳ vọng mà nếu như thị trường bắt đầu hồi phục trong cái nhịp sâu á thị trường hồi phục trong nhịp sâu á cái là thị trường chỉnh xong á thì khả năng là VND thì nó sẽ dẫn sóng có thể là VND là mình sẽ canh trong cái nhịp sâu còn bây giờ thì chúng ta đã xác định quan điểm mà chúng ta sẽ không mua mới những chứng khoán này nè nhưng mà cổ phiếu HCM này thì nó đã vượt qua may rồi nè vượt qua một cái lớp may rất là dày nè đây lớp may dày là như thế này chị thấy nè cái lớp may này nó rất là dày nè còn đây là cái lớp may mỏng nè cái vùng mỏng này nó vượt qua thì tất nhiên là nó sẽ thổi dễ hơn và nó sẽ có nhiều cơ hội để mà nó trụ qua được cái vùng đó còn những cái vùng may dài như thế này thì rất là khó và đặc biệt là trong thời điểm sắp tới chị cũng thấy nè nó có một cái vùng chủng ở đây có một cái vùng chủng ở đây thì nếu như mà cổ phiếu của mình nó sẽ có xu hướng là nó sẽ nếu mà nó chỉnh về đây đi thì nó rất là dễ thủng tại sao tại vì á, khi mà nó vượt qua được á, thì cái vùng này á, là cái vùng là cái vùng nhỏ nè ví dụ như mà nó vượt qua được đây luôn á, thì không sao nhưng vấn đề á, là cái vùng này á, là cái vùng yếu nè cái vùng yếu nè thì khi mà nó chạy tới đây mà nhiều khi nó gặp vấn đề mà nó cắm xuống đây á, là nó sẽ gãy về rất là sâu nhà đông sẽ 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 hạn chế là mua các mặt cổ phiếu mà bây giờ trong giai đoạn trước đó mà nó có một cái vùng như thế này thì rất là dễ sẽ điều chỉnh về đây SI nè SI cũng tương tự như vậy ha SI bây giờ chúng ta thấy nè cái mức giá trung hạn của nó là quanh cái vùng này giá khoảng tầm 27 nè thì nó cũng đã nó cũng đã vượt trên cái mức này rồi cho nên ví dụ như trường hợp mà gọi là SI nó có khỏe đi nó tốt thật sự đi thì nó vẫn phải quay về cái vùng giá dưới đây nó tích lũy rất là nhiều phiên để mà nó mới tăng lên được và trước đây sắp tới thì nó có một cái vùng như thế này thì nó khá là rủi ro đó là trong cái giai đoạn phân tích kỹ thuật á, nếu mà dùng Ichimoku nó có một cái hay có nghĩa là mình nhìn trước được một cái phần của tương lai, đó là sự dự đoán là xác suất thôi, không không phải là nó sẽ đúng hết 100% nhưng mình cũng thấy được là có một số những cái rủi ro rồi thì anh chị cân nhắc ha. MBS cũng vậy nè, MBS này nó cũng đã chạm về cái vùng trên đây luôn rồi, tận cái vùng trên đây rồi. À, và nó cũng đang về cái mức giá trung hạn của nó rồi nên anh chị bây giờ mà chúng ta còn cầm nhiều hay là chúng ta mua mới thì khá là rủi ro. Đông không khuyến khích Ừ. Còn con này là nó vượt qua luôn nè Cái vùng giá trung hạn của nó là quanh vùng này Là nó cũng đã vượt qua luôn rồi à, Thì rất là có khả năng cao nó sẽ quay về để test Nhưng mà thường những cái mặt cổ phiếu này á Mà khi mà về để test những cái vùng này á Mà mà test trong trạng thái mà lơ lửng như thế này thì, thì đâu có được Nếu mà theo Ichimoku là nó test là nó phải test về tới đây Thì khả năng ở đây á Đông sẽ kỳ vọng nó sẽ có cái đường màu vàng này nè cái đường màu cái đường màu nâu hả đường màu nâu này nó sẽ lên đây và nó vẽ một cái đường cân bằng quanh đây nè thì lúc đó xu hướng giá cổ phiếu nó sẽ về đây để mà test lại đấy tại vì bây giờ là nó đã vượt qua cái mức giá trung hạn rồi cho nên cái lực cầu này nó rất là ít lực cầu này nó rất là ít nên là bây giờ mà tất nhiên mà cầu nó không vào nhiều nữa thì thì nó sẽ rất là dễ chỉnh nhưng mà cuối này anh chị nhìn anh chị nhìn đây nè đó chưa nhìn em em thì cũng biết là khả năng cao là nó đã cắt rồi nó cắt mà nó tạo ra là một cái đỉnh đầu tiên rồi thì trường hợp ví dụ như sắp tới mà nó có quay lên trở lại đi này trường hợp sắp tới nó có quay lên trở lại đây một nhịp đó đi đây, quay lên đây một nhịp nữa ha thì chắc chắn nó cũng sẽ không vượt được cái đỉnh mà uh, cũ này thì lúc đó mà nó cũng sẽ cho chúng ta tục tín hiệu bán đó là uy tín đó chính tín hiệu là uh, mà uh, phân kỳ âm nè nghĩa là đường giá vẫn tăng nhưng mà CD thì là cái động lực nó đã yếu rồi, nên là khả năng rất cao là những con như VCI, một nhóm chứng khoán là chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp, à, tinh gọn danh mục của chúng ta lại. Cái nhóm tiếp theo đó chính là cái nhóm à, dầu khí. Dầu khí thì trong cái giai đoạn gần đây thì nó cũng đã tăng khá là nhiều rồi. Hai cái nhóm này nó đã tăng rất là lớn. Nên là hai cái nhóm này tất nhiên là nhiều đông cũng à, trao đổi với lại nhiều anh chị khách hàng á thì cũng có nhiều anh chị bắt đầu chúng ta đã bán dần rồi nhưng mà cũng đông cũng thấy là nhiều anh chị à, hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang khá là thoải mái, khá là ung dung trong việc là chúng ta đang cầm lãi, à, đang cầm lãi. Thật ra là không phải là anh chị mua những cái vùng giá tốt, những cái vùng giá thấp chuẩn đâu. Anh chị mua ở trên đây anh chị mới có lãi khoảng 10% mà hay 15%. Anh chị đã rất là tự tin rằng là thị trường nó lên 1.000 Tất nhiên những cái nhóm này chắc chắn là nó sẽ kéo. Bản chất á, khi mà thị trường mà nó vượt 1 ngày á, là bắt đầu là cái độ phân hóa của nó là nó sẽ nhiều hơn. Và thị trường của chúng ta anh chị nhìn nè nó đâu có chỉnh trong thời gian vừa qua đâu đúng không nó đâu có nhiều cái nhịp chỉnh đâu thì tất nhiên á là dòng tiền bây giờ á nó là dòng tiền có sự lựa chọn chứ không phải là dòng tiền đụng đâu mua đấy nó ví dụ như trong cái giai đoạn trước đây đi ví dụ cái giai, một cái giai đoạn anh chị nhìn giai đoạn quá khứ nữa nè giai đoạn quá khứ ha thị trường của chúng ta bắt đầu tiệm cận lên nè Điểm nhìn nè. nó đang khá giống cái giai đoạn này, này tăng từ từ, từ 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 thì tất nhiên trong trong giai đoạn tăng này lên thì nó đâu có nền giá đâu, nhưng mà càng lên cao á, bắt đầu những cái mà cổ phiếu mà nó định giá cao rồi nó nó không có dòng tiền nữa, thì bắt đầu là cái cơ hội cho những cái mà cổ phiếu được định giá thấp, nhưng mà tới khi bắt đầu thị trường nó đã nâng lên một cái nền hầu như là không còn cơ hội đầu tư nữa, thì tất nhiên là nó sẽ đi ngang một cái giai đoạn, lúc đó là trong những cái phiên này nè, đó là những cái phiên phân hóa, phân hóa cái là một số những cái nhóm ngành cuối cùng nó sẽ chạy thường những cái giai đoạn này nè, thì Benny nó hay chạy trong giai đoạn này nhất, à Benny chạy xong bắt đầu nó gãy. Nên chị nhìn ha, thường những cái giai đoạn này á mà nó tăng lên từ từ như này nè. Thì khi mà nó gãy thì nó sẽ gãy rất là mạnh. Cho nên là mình cũng phải cân nhắc những cái giai đoạn sắp tới. Đây là những cái nhóm ngành mà nó định giá cao như chứng khoán hay dầu khí rồi đó thì chúng ta nên bắt đầu bán dần đi. Bán dần đi. Thì sắp tới nếu mà thị trường bắt đầu mà nếu mà vượt vượt qua được 1.2 thì đồng nghĩa là chỉ có nhóm ngành bất động sản và có thể là một phần của đầu tư công nó sẽ tiếp tục mà nó kéo và một cái nhóm ngành nữa mà kỳ vọng đó chính là nhóm ngành ngân hàng ngân hàng thương mại bây giờ thì nó vẫn đang đứng ở một cái mức gọi là không tính em không tính SHB hay các cái ngân hàng bắt đầu có những cái thông tin trái phiếu tích cực nè như là MSB nè bắt đầu kéo nè còn VIP thì tích lũy tăng nền đẹp thì tiếp tục tăng thôi nhưng bắt đầu những con như những con như vi băng là bắt đầu nó kéo khá là mạnh nè nhìn nè ha đấy em đi băng bắt đầu V băng bắt đầu vào cái mẫu hình mà mẫu hình mà chúng ta hay nói với nhau nè mẫu hình cốc tay cầm nè cốc nè đấy thì khả năng ở đông nghĩ là nhờ nhóm băng nó cũng sẽ là một cái nhóm khá là tiềm năng nếu mà thị trường bắt đầu kéo 1 2, nhưng mà con biết như là vi băng nè công băng nè băng khả năng kéo cũng rất là cao nè tích lũy hai nền rồi nền một nền hai và nền ba nền ba bắt đầu gãy xong bắt đầu tái tích lũy lên lại thì chúng ta sẽ thấy là trong giai đoạn này nó có một cái mẫu hình là, là cờ thắt chặt á nó đang thắt chặt lại chuẩn bị trong quá trình tăng giá sâu nhưng mà Techcombank công băng thì nó hơi yếu hơn so với cả các mặt cổ phiếu khác đặc là BID nè BID đoạn này bắt đầu tái tích lũy nền này khá là chặt rồi nên những cái mặt phiếu ngân hàng anh chị nhìn nó là nó đã siết biên độ khá là nhiều rồi cho nên là nó, nó rất là dễ nó tăng tiếp như OCB cũng vậy nè một cái nền dài đăng đẳng đăng đẳng đăng đẳng rồi à, cung cứ lâu lâu có những cái phiên mạnh như thế này nè đó không nhớ là có cái tình của uh, gì ta bamboo á à. bamboo á à. tình này nó bán nè sau đó thì máy không, không cái buồn cân bằng cứng hết rồi bản chất là ngân hàng bây giờ á là nó chỉ đợi dòng tiền mà nó quay về lưu mà tập trung những cái hàng, cái hàng phát là chắc chắn mang này là nó bung hết Nếu là có thể là ngân hàng anh chị có thể là mua một phần cũng được nhưng mà nhiều anh chị không thích đánh ngân hàng do ngân hàng nó tăng thì tất nhiên anh chị không thể nào mà kỳ vọng ngân hàng tăng trần kéo một vài phiên được ngân hàng nó tăng ba bốn thôi nhưng bù lại anh chị đánh bung hóa lớn được ha nhưng vi bao nó mới khá đẹp nè mình không đánh ngân hàng nhiều nhưng hôm nay bắt đầu uh, ngồi research chung thì ta thấy nè, nó đang ra một cái mẫu hình uh, uh, cốc tay cầm mẫu hình cốc tay cầm này thì là nó cũng khá là cực đó Thật ra mẫu hình này là mẫu hình cốc tay cầm nhưng mà chúng ta nhìn lớn hơn nữa thì nó cũng là một cái mẫu hình của vai đầu vai nữa nên là đây là một cái quá trình mà tái tích lũy cái vùng cái vùng cung khá là chặt chẽ nên kỳ này có thể là vi băng nó sẽ vượt lại cái vùng giá khá là cao á nên là đông cũng chúc mừng anh chị nào mà chúng ta mua được cái vùng giá tốt ha à. nhìn con này hôm nay cũng hơi tiếc á ok thì quay lại cái vấn đề là dầu khí nha dầu khí thì anh chị cũng nhìn là đông mở cho anh chị coi anh chị cũng thấy đó hầu như các mặt cổ phiếu này là nó đã đi quá xa cái vùng giá trung hạn của nó rồi tất nhiên là những cái thông tin tốt những cái sự kỳ vọng thì thì lúc nào mà nó chả có trên thị trường không khi mà cổ phiếu tăng thì tất nhiên thông tin nó sẽ ra thôi nhưng vấn đề là mình phải nhìn được ở đâu là một cái định mức nó hợp lý với lại thị trường chúng ta bắt đầu nó nó vào cái giai đoạn là, nó phân hóa khá là nhiều rồi sắp tới bắt đầu băng chạy mà hay là một số cái mặt cổ phiếu Benny mà chạy đó, thì cái nhịp chỉnh sau tất nhiên những cái thằng này nó sẽ chỉnh đầu tiên tại bởi vì sao là nó đang 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 đi vượt cái giá trị quá xa rồi còn những cái mà cổ phiếu khác như là bất động sản thì bây giờ thật ra anh bấm bấm bất kỳ anh chị coi nha BDR đi anh chị nhìn đây, Cái vùng uh, vùng cân bằng trung hạn nó nằm tuốt ở trên đây không phải có cổ phiếu khác như là đây. DG đi ha, cái con quốc dân cho anh chị xem, nó cũng chưa tới đâu hết trơn á khá là thấp Đấy, nhìn anh Chị cũng thấy là nó đang nằm khá là xa, nó đâu có gần đâu Nằm tận tuốt ở trên đây ở à, trên đây nhiều khi anh chị bảo là con này nó lái lắm nên là cái giá trước đây của nó bắt đầu nó, nó tính ra cái mây này nó hơi cao thì đông cho một cái 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 vùng và gần nhất của nó đi ha nó cũng nằm ở đây nè thì bây giờ nó cũng mức giá khoảng tầm là mức giá khoảng tầm mức giá 30 mươi còn những cái con kia là nó đều vượt qua hết rồi nhưng mà cổ phiếu uh, đất xanh đi Đấy đức xanh nó còn cách flash nó xa cực kỳ nè đó một cái flash gần ở đây thôi đúng không còn cái vùng giá mà trung hạn mình để mà nói bất động sản mà về như chứng khoán là nó phải về tới cái vùng trên đây là tức là mức giá 27 28 nó là cái dư địa của mấy con này thì nó vẫn còn nên có thể là thị trường nó rung lắc nó chỉnh á, thì những cái con này thì nó sẽ không giảm nhiều hoặc có thể là những cái con này là nó sẽ tái tích lũy lại và nó sẽ tiếp tục tăng Và những mà cổ phiếu như là chứng khoán khi mà nó đã vượt qua khỏi những cái vùng giá cao trên đây rồi là cái sự kỳ vọng nó không không có còn quá lớn nữa thì tất nhiên là nó sẽ rất là dễ chỉnh mà anh chị cũng nhìn ở đây nè, vì sao mà những người bất động sản đông thấy là nó sáng, sáng nhất là ở những cái mặt cổ phiếu khỏe của ngành này. đó, những cái thằng như KDH thì bây giờ là nó đã đã bắt đầu về tới cái vùng cái vùng giá trị thực sự, có nghĩa là cái vùng giá trung hạn của nó rồi đó, nó vùng giá trên đây nè, nó cũng tiệm cận về gần trên đây rồi, như đây là một cái tín hiệu tốt, có nghĩa là cái nhóm ngành bất động sản một số những mặt cổ phiếu khỏe này, như KDH nè, hay là Nam Long này, thì nó tại doanh nghiệp của họ tốt mà, nó bắt đầu là họ về được cái vùng giá, giá bắt đầu là chạm được những cái cái vùng giá cận kề nè có những cái vùng flash trên đây nè Thì bắt đầu là nó cũng đã xuyên qua được cái vùng may này rồi KDH thì những ai ta Đấy, cũng gần gần xuyên qua mây này nè thế là rất là dễ kỳ vọng cho những cái thằng này bắt đầu nó sẽ có xu hướng là nó sẽ được kéo về và nó xuyên sang may thì ví dụ như nếu mà mình đánh chắc cả tay thì trong nghĩ anh chị nên được chọn những mặt cổ phiếu có hành động cao như DG nhưng mà để tụ chung lại cho anh chị thấy được rằng là cái mức giá của những cái hàng bất động sản á bây giờ nó nó còn định giá thấp thấp ở đây là do nó chưa có tăng nhiều so với lại những gì mà những cái nhóm người nó tăng và những cái thằng như là dầu khí và chứng khoán á, là sau một khoảng thời gian mà là nó đã chạy quá nhiều rồi có nghĩa là nó đã vượt qua khỏi những cái vùng cân bằng rồi thì khi một mã cổ phiếu mà nó vượt xa quá khỏi vùng cân bằng á, thì nó sẽ có xu hướng hút về những cái vùng cân bằng thì tất nhiên thôi trong một cái trên giảm mà anh chị nhìn thị trường của chúng ta cũng vậy thôi vùng cân bằng là vùng nó sẽ có xuống nó sẽ hút về cho nên là không nhất thiết là phải trên tăng hay là trên giảm dù như anh chị tăng quá thì nó sẽ hút về nè bắt đầu giảm anh chị thấy nè từ cái vùng này nè từ cái vùng đáy nè nó cách cái vùng cân bằng này nè rất là nhiều à, các cái vùng cân bằng này gần tới ba mươi phần trăm khi mà nó đã đi quá xa vùng cân bằng mươi phần trăm nó sẽ nó sẽ hút về đây thì tất nhiên là những cái 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 xu hướng của cổ phiếu thì nó cũng tương cũng tương tự như vậy thôi thì giống như những cái giai đoạn mà tăng quá nhiều đi thì nó sẽ có những cái vùng cân bằng quanh đây nè nó sẽ có những cái vùng cân bằng quanh đây đó. thì khi mà bắt đầu mà nó đã đi quá xa vùng cân bằng nó xuống rồi nó sẽ hút về đó. nó cũng không có gọi là cái gì quá đặc biệt kể cả đường ma nó cũng có tính chất giống như vậy vừa đường, đường ma nó cũng là một cái đường trung bình Nhưng trung bình bản chất là nó là cái đường cân bằng khi một cái gì mà nó đã đi vượt quá xa cái 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 quỹ đạo cân bằng của nó nó xuống rồi nó sẽ quay về đó. nên mà chúng ta nhìn ichi chúng ta nhìn về thị trường chung đó thì nó cũng đã có một cái vùng cái vùng cân bằng trung hạn của thị trường là quanh mốc một hai nên là xu hướng của thị trường chúng ta trong thời gian vượt qua là nó xuống là nó đã hút về cái vùng cân bằng trước đây của nó sau một khoảng thời gian mà nó tái tích lũy lại, thì tất nhiên là về cái vùng này bắt đầu gặp lực, gặp áp lực bán khá nhiều, đó là chuyện bình thường đó à, rất, rất là bình thường đó. Tại vì khi mà về vùng cân bằng, thì tất nhiên là cung cầu nó phải dằn co với nhau và nhà đầu tư phải thay móng nhau. Tất nhiên sẽ có những cái nhà đầu tư mới, sẽ có những cái lực cầu mới, thì tất nhiên là những cái nhà đầu tư mà người ta đã đã mua trong thời gian người ta nắm giữ, người ta có lời thì người ta sẽ bán, nhưng mà chắc chắn là về những cái vùng cân bằng, đặc biệt cái vùng 1 hai là cái vùng số tròn nữa, thì vùng này gặp áp lực cung khá là nhiều. Nên là đông cũng sẽ không có một cái kịch bản quá là tuyệt vời Cho cho chúng ta là sẽ vượt qua luôn Rồi đánh lên quá cao được Đông nghĩa là bắt đầu ở đây là chúng ta bắt đầu là, là sẽ phải test khá là nhiều phiên rồi Thì trong cái quá trình mà nó test nhiều phiên như thế này á, đó, Thì bắt đầu những, những cái mà cổ phiếu như là dầu khí hay chứng khoán đó Thì nó sẽ run lắc khá là mạnh đó, Nên là trong những cái giai đoạn này bắt đầu là chúng ta nên bán trước đi Bán trước để chúng ta cầm tiền Cầm tiền là để chúng ta tìm những cái cơ hội tốt hơn Thì đông thể là những cái nhóm ngành khác đó, Nó còn nhiều cơ hội để mà nó tăng trưởng lắm thì một khi một nền kinh tế của chúng ta bây giờ nó chưa vào một cái pha tăng trưởng đâu nó đang chỉ mới vào một cái pha gọi là một cái sự phục hồi thôi nên tất nhiên là phục hồi thì nó cũng sẽ phục hồi chung hết à, nên là một số những cái nhóm ngành đông nghĩ là nhóm ngành bất động sản thời gian vừa qua nó ảnh hưởng nhiều thì nó sẽ dễ phục hồi hơn Bức, à, còn đầu tư công thì đông nghĩ là phải hướng về cái câu chuyện là tăng trưởng nó nhiều à, hơn là cái câu chuyện là sự phục hồi còn chứng khoán thì thực ra là nó đã tăng quá nhiều rồi thì nó khá là khó dầu khí nha con nào mà ở cho anh chị xem đó như con oi thì bây giờ chúng ta vẫn còn còn có thể là nắm được nè con này thời gian vừa qua nó cũng cũng không tăng quá nhiều nè và cái vùng cân bằng của nó trên đây nó cũng còn khá là xa nè. thể thì những con này chắc chắn khi mà thị trường nó có rung lắc nó có điều chỉnh đi thì nó cũng sẽ quay trở về cái vùng cân bằng vùng thấp của nó ở đây nè thì thật ra là nó rung lắc ở đây để tạo một cái vùng hợp ở đây nó cũng không mạnh vấn đề lắm những cái mã như là BVD nè Đấy. cái vùng cân bằng nó nằm tích xa ở đây thì từ đây mà anh chị có đu mà về đây thử 14 phần trăm mà nó khá là nhiều Đó, những cái con bao này thì nó cũng chưa có vấn đề gì hết với lửa thì nó cũng bắt đầu trường gần tiệm cận vùng cân bằng Nói chung là chỉ có những con như là BVS nè anh chị không 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 có nên nắm full hàng nè rồi anh chị canh bán dừng BVB cũng vậy nè BSR thì chưa mà thoải mái con này anh chị có nắm thôi đâu thấy đâu vấn đề gì đâu nhiều anh chị bảo con này nó nó chưa tăng nhiều thấy nó yếu hơn so với ngành nhưng mà bản chất thì bây giờ những cái con kia nên thì nó đã tăng quá nhiều rồi và nó vượt khỏi vùng cân bằng rồi thì mình nắm những con này mình kiên trì đó con này đông hay nó đang tăng theo trên khá là tốt mà kiên trì mình nắm thì chắc chắn sẽ ổn mà Đấy, về vùng cân bằng này thôi chúng ta đã được bao nhiêu cái thành quả rồi thay vì bây giờ anh chị tính đi cái con này bây giờ mà khi mà quay trở về là cái vùng đỉnh trước đó của nó thôi là gặp khá nhiều cái áp lực cung mà để tiếp tục tăng nữa anh chị thấy nè cái động lực nè của cái momentum tăng giáo mỗi phim bắt đầu nó yếu dần rồi nè có nghĩa là momentum có nghĩa là cái phiên này so với phiên này như thế nào à, phiên này so với phiên này bắt đầu là cây nến này nhỏ hơn cây, nến này, cây nến này cây nến này càng nhỏ hơn cây nến này cây nến này cũng nhỏ hơn cây nến này đến ngày hôm nay còn nhỏ hơn cây nến trước đó đó của nó có nghĩa là động lực bắt đầu nó đã giảm dần rồi những cái con này nó càng khó tăng PVC nó không còn cách ở đây nè cách ở đây tí nên khả năng nếu mà nó vẫn tiếp tục tăng thì anh chị nên bán tại vì khi mà đụng cái vùng này khả năng gặp áp lực bán khá là nhiều thì chủ chốt trong video ngày hôm nay để cho anh chị à, có thể thấy được cái quan điểm của đông muốn chia sẻ đó là khi mà một cái thị trường của chúng ta bắt đầu vào một cái giai đoạn nó nó phân hóa về dòng tiền và đặc biệt là thị trường thực sự nếu mà thị trường mạnh thì nó phải có yếu tố lan tỏ thị trường mạnh á, nó phải có yếu tố lan tỏ còn thị trường hiện tại á, là càng về lên sâu anh chị thấy mọi cái nến nó nhích 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 này. giai đoạn đầu nó tăng rất là khỏe sau đó nó tái tích lũy lại nó chấp nhận nó hấp thụ ở đây nè chấp nhận ai cho bán hấp thụ ở đây thì mà tăng tiếp bán tiếp rồi hấp thụ ở đây bắt đầu tăng tiếp nhưng bắt đầu chắc các giai đoạn gần lên cao này nè Thì bắt đầu là cái lực cầu á Nó có cái xu hướng là chọn lựa nhiều hơn Có nghĩa là không tham gia vào các cái mặt cổ phiếu cao nữa thì Lúc đó là thị trường ta bắt đầu tăng cái tính rủi ro nó nhiều Và bắt đầu xu hướng của dòng tiền á, nó sẽ dịch chuyển từ các cái nhóm lớn sang các cái nhóm nhỏ à, Và khả năng đồng nghĩ là là cái nhóm Benny á, nó sẽ chạy trong một vài phiên sắp tới Để mà thị trường bắt đầu tìm cận ở một hình hai à, nhưng mà nó cũng đang bị nghịch một cái cái quan điểm của mình đó chính là cái nhóm ngành băng nó chưa chạy băng nó chưa chạy nên bây giờ nếu như thật sự mà băng mà nó chạy trong phiên ngày mai hay các phiên sắp tới nó chạy mạnh nó vượt qua luôn ngày á thì khả năng là bắt đầu là nó sẽ tới nhóm Benny là nó sẽ chốt hại nhóm Benny. Còn nếu như trường hợp có thể là băng sống này nó sẽ không chạy luôn. Tại vì băng thì trong đợt này một số con nó cũng đã chạy khá là mạnh như SHB này, nó chạy khá nhiều. VIP nè, MB à, băng nó cũng đã hoàn thành cái mẫu hình lớn của nó rồi. Thế chỉ còn một số những cái mặt cổ phiếu nó nó, nó kém như là Techcombank thì đợt này nó tích lũy hoài nó nó chưa tăng được thôi về bản chất có thể là băng nó sẽ không chạy luôn mà có thể là nó sẽ chuyển sang nhóm Benny một số cái mà cổ phiếu Benny ngày mai nó cũng nó tăng khá là nhiều rồi nè nên là thị trường bắt đầu phiên ngày mai mà đồng thấy là ngày mai mà thị trường bắt đầu không tăng được nữa nha bắt đầu thị trường mang nhấn nhích, nhích nhẹ nhẹ lên vùng này chút bắt đầu đi ngang một hai phiên đó. thì bắt đầu lúc đó là cái r cái thằng đây đó là cái thằng MACD của mình nó sẽ xuống nó sẽ như thế này nè giữ được một vài phiên nè nó gãy mạnh xuống thì nó sẽ giống như cái giai đoạn này chị nhìn nè. anh chị nhìn ha. Đây nè. Nó giữ ở đây một vài phiên này. nó đi ngang nè. Sau đó bắt đầu rồi nó mới gãy mạnh xuống nè. Nhiều cái giai đoạn lắm, nó đều có những cái phiên nó đi ngang ở đây nè. Nó cũng giữ ở đây đi ngang Có nghĩa là mình sẽ nhìn vô là gì? Mình nhìn vô là cái góc của cái MCD nó đang hướng lên hướng xuống, bắt đầu mà đang tự hướng lên mạnh như thế này nè. Anh để ý nè, đây nè. Đang hướng lên rất là mạnh như thế này nè. Đó. Bắt đầu lại bắt đầu dòng sang ngang đó. là chị lưu ý nha đặc biệt những cái đoạn mà bây giờ đang tăng trong những trong những cái biên độ rất là bé thì nó càng khá là rủi ro nên anh chị lưu ý việc này nên là trong giai đoạn này đồng nghĩ là anh chị nên quan tâm nhiều cái việc là cơ cấu danh mục bây giờ chúng ta nên cầm hai ba mã thôi hai ba mã mình chỉ cầm 40 phần trăm thôi như đông cũng cân nhắc cho khách hàng là bây giờ mình chỉ cầm 40 phần trăm cho ba mã cổ phiếu này BDR, SHS, e KDH à, sáng nay bắt đầu có có mua nước sống thêm chích ra khoảng thêm 20 phần trăm đây là mua uh, đi DBG 10%, Sam mua thêm 10% nữa, coi như là xong. Coi như là còn 40% tiền rồng để chuẩn bị chờ những cái nhịp mà sống tới. Nhưng mà khả năng ngày mai bắt đầu đông cũng sẽ cho chốt dừng các mà cổ phiếu mà chúng ta đã có một cái mức thanh khoản là nhiều. Đặc biệt có SHS này, chốt 50% thì đông cũng sẽ bắt đầu canh chốt hạ nốt luôn. Chỉ sau này là chỉ cầm lại khoảng tầm Sẽ bán cái mà cổ phiếu BDR này hôm mua gia tăng là bán là cái phần lời này cầm lại BDR vùng giá thấp KDH thì mình cũng sẽ bán 50 Chứ mà đưa cái cái tỷ lệ dần dần về 60 phần trăm trong đó có 40 phần trăm đầu tư 20 phần trăm nước sống để đầu sẽ chuyển về là còn khoảng 20 phần trăm đầu tư thôi và 10 phần trăm nước sống chỉ là 30 phần trăm nhưng tỷ lệ tiền mặt là khoảng tầm 70 phần trăm thì nghĩ là lúc đó chúng ta sẽ dễ cho cái tình huống mà chúng ta ứng phó kịch bản đó và ví dụ như nhiều anh chị bảo đông là bây giờ bán xong mà lỡ nó chạy luôn thì sao em nó bán luôn mà nó chạy được á thì anh chị cũng đừng lo thì cơ bản bây giờ anh chị nhìn này rất là nhiều cái chỉ báo chúng ta biết được rằng ở đây là một cái vùng rất là mạnh của thị trường nó không thể nào mà giống như là bây giờ kéo vượt qua trừ khi nào Việt Nam của chúng ta có một cái tin gì đó gọi là quá là khủng khiếp đi Thật ra sắp tới chị cũng thấy nó một số những cái thông tin nó nó, cũng rủi ro như là về phép sắp tới cũng sẽ tăng lãi suất ra cái thông tin về phép thì nó không phải là một cái vấn đề nhưng mà có thể là chạy một số những cái thông tin đó để bắt đầu nhận những cái nhịp giảm của thị trường nó nghĩ là nó sẽ hợp lý hóa kiểu như vậy Mình thấy trong quá khứ thì nó sẽ xảy ra nhiều việc này rồi là trong cơ bản bây giờ thật ra nha, nếu thị trường mà chốt xong như bảo là thị trường chốt xong mà nó chạy luôn nếu chốt xong mà nó chạy luôn thì cứ cho nó chạy nó chạy khoảng một vài phiên hay là cao lắm mới chạy năm sáu phiên mới đầu nó cũng sẽ quay về để mà nó test thôi tại vì cơ bản là sao những cái nhà đầu tư bắt đầu người ta đã phô mô người ta mua gần gần quanh đây nè thì bắt đầu lên một nghìn hai bắt đầu cũng xuất hiện gặp những cái áp lực chốt thôi và khi mà vượt một nghìn hai cũng sẽ có lượng nhà đầu tư bắt đầu người ta cũng sẽ đu bám theo nên là cái việc mà để mà vượt thẳng lên 1240 hay là vượt lên 1250 á trong mà tiếp tục mà khi vượt 1 á liên tục á thì nó rất là khó. Nên bây giờ là cái việc của mình cần làm á, là mình cần phải nâng cao cái việc quản trị nhiều hơn. Bây giờ mình chốt ra mà nó tăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề. Chốt ra nó tăng nữa mình chờ mình mua lại thôi. Coi như là anh chị nghĩ đơn giản vậy thôi nè. Là anh chị bỏ ra 5% lợi nhuận để anh chị có thể bảo vệ À, khoảng uh, 70 phần trăm cái lợi uh, uh, cái lợi tức mà mình đang nắm giữ trong tay còn hơn là bây giờ anh chị uh, liều hết 70 phần trăm để anh chị ăn được 5 lợi nhuận sắp tới. Con mình nghĩ đơn giản như thôi thì mình sẽ dễ hành động hơn. Còn tất nhiên mà anh chị lúc nào cũng muốn cái gì mình cũng vẹn toàn hết mình đầu tư lúc nào cũng thắng hết thì nó khó lắm đúng không? thị trường à. à từ khi đông làm nghề tới bây giờ thì đông chia sẻ thật với anh chị là cái năm nào nó cũng có sống. Năm nào không có sống của thị trường nó mấy cái năm mà tệ nhất đi. Năm 2019 nè, sau cái cú sập 2018 cái năm này nè. Cái cả cái năm này nó đi ngang chứ thật ra cũng có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm. Nhiều ngành nó cũng chạy mà nhiều cơ hội nó cũng có mà có điều nó ít hơn thôi, nó không phải giống như những cái năm mà tăng mạnh như này thôi. Nhưng nhìn thấy rõ ràng đi, thị trường nó nó cũng đâu phải là lúc nào là nó cũng 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 không có cơ hội đâu. Đúng không? Năm nào nó cũng có sống cũng lên cũng xuống, cũng lên cũng xuống. Lên thì mình cũng kiếm được tiền xuống thì anh chị quản trị rủi ro anh chị kiên nhẫn một thời gian rồi bắt đầu anh chị cũng lại có cơ hội kiếm được tiền mà càng giảm mạnh thì lúc đó anh chị mà càng bán được sớm thì cơ hội anh chị càng lớn đúng không còn thị trường nó cứ đi ngang là 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 thì tất nhiên câu chuyện phân hóa ngành nó cũng có à, anh chị không đánh theo sóng anh chị đánh theo báo cáo tài chính anh chị không đánh theo báo cáo tài chính thì anh chị đầu tư anh chị chấp nhận anh chị nắm dài hơn thị trường giờ ai cũng đâu có kiếm tiền được nhiều như ai đâu Bây giờ mình giàu mình cũng giàu giàu hơn người ta rồi dù như cả năm đó mà người ta đầu tư người ta lướt sóng không kiếm được nhiều tiền mình, đầu tư mình nắm từ đầu năm đến cuối năm mình cũng kiếm được tiền Nếu bản chất là ở cái thị trường này mình không bao giờ mình lo là mình không bao giờ mình kiếm được tiền chỉ quan trọng nhất là mình đừng có bị cái lòng tham của mình mà nó mà nó lớn quá thì lúc đó anh chị nhiều khi anh chị lại đánh đổi một cái số lợi nhuận hoặc là cái khoản vốn mà đáng lẽ ra anh chị có thể bảo vệ được để cho một cái khoản lợi nhuận rất là bé thì nó không nên Ok Uh, video tới đây đông uh, xin hết và cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều trong video ngày hôm nay Còn mà đồng hành cùng với đông quan điểm cuối cùng của đông thì cũng đã chia sẻ ra để cho anh chị nắm được uh, video ngày hôm nay thì không có phím mã nào mới hết không chỉ là hai mã cổ phiếu VDR uh, và sam và ngày mai bắt đầu là đông sẽ ngừng mua rồi sẽ không mua bất kỳ mã cổ phiếu nào mới hết giờ là mình sẽ chờ quan sát thị trường sẽ vẫn như thế nào bắt đầu mình sẽ chốt dần hàng thôi nhé rồi À, nếu như anh chị cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy để lại cho đông một like cũng như là một bình luận để mà có thêm là những cái sự tương tác để giúp cho để giúp cho youtube có thể là share cái video của đông ra nhiều hơn để giúp cho mọi người có thể là cùng nhau học tập và mang được nhiều giá chị đầu tư và cảm ơn chị rất là nhiều